Chương trình được mang đến bởi Maybe, nền tảng khai phóng những tiềm năng. Em rất nhiều lần là khi đi cùng với cả khách Hà Lan xuống cánh đồng và mấy lần nữa chứng kiến là vừa mới đi qua xong thì mấy ủi là họ đi qua một lượt họ cắt hết đầu bông đi chỉ để lấy củ giống. Oh. Đau hết tim Đầu tư về giống là một cái đầu tư dài hơi Người nhân giống là mất rất nhiều thời gian tâm lực Và tiền bạc Bởi vì có khi được ra một giống thành công Là đã bỏ đi hàng trăm hàng nghìn giống không thành công Càng ngày về sau thì cái sản phẩm tự nhiên ý, Nó đã càng thiếu ở các cái thế giới phát triển Thì thế giới đang phát triển của mình vẫn đang lợi thế Sắp tới là xúc tiến đưa được cái thương hiệu chè Của Lai Châu sang đến Hà Lan Bằng tên uh -huh. Lai Châu Mọi người trước nay Tây Bắc là nghĩ đến nước đến Lào Cai Sapa là xa rồi Nhưng mà đây là đi qua cả Sapa qua Âu Kỳ Hồ Lên được Lai Châu cũng rất là Thân chào quý thính giả. Hôm nay là chương trình 5W1H và tôi là nhà báo Kim Hạnh. Người bạn sẽ trò chuyện với tôi trong buổi hôm nay là chị Mai Hồng là điều phối viên của uh, Hiệp hội Hợp tác Kinh doanh Nông nghiệp Hà Lan và Việt Nam. chào em cái điều mà chị cũng rất là ngạc nhiên tức là khi nghe một người mà kinh doanh giống hoa và trồng hoa bán hoa cái chị nghĩ tới một ông già đi lững thững trong cái khu vườn đi lặt lá mai cái xong chị gặp một người không giống gì hết chị muốn hỏi em là cơ duyên nào mà nó dẫn em tới cái công việc kinh doanh cũng khá là lạ này Em thực ra là con người kinh doanh và đối với em thì hoa cũng là một trong các mặt hàng năm 2000. Khi chúng em tình cờ là đi uống nước có ba người bạn cấp 3 với nhau thì bạn nam trong số đó có nói với bọn em là thôi các bà làm hoa đi. Tôi thấy hàng hoa là đi vào thang máy chóng mặt và sổ sách viết không biết biết cái gì cả. Thế nên là ba bọn em quyết định là đã là mở một hàng hoa nhỏ vào năm 2000. Thì uh, bạn gái là làm ở trường mỹ thuật công nghiệp và bạn ấy cắm hoa thì đẹp Em thì có biết một chút về kinh doanh vì trước đấy em đã có kinh doanh rồi và đã có doanh nghiệp rồi Còn bạn trai thì bạn ấy làm marketing Bạn đã đi mua một bông hoa thiên điểu thật về và nhờ một anh họa sĩ vẽ dùm một em Cái bông hoa thiên điểu đó làm logo công ty em đến ngày hôm nay Em vẫn nhớ cái giá bông hoa thiên điểu ngày đấy là 17.000 Là rất là cao so với cả cái thời điểm năm 2000 và em rất là biết ơn bạn ý sau đó một thời gian ngắn thì các bạn cũng không có theo cùng em được Nhưng em vẫn giữ đến ngày hôm nay Và sau khi làm thành một, một hàng hoa nhỏ Thì bọn em mở mang thêm Và được nghề dạy nghề rồi người mách người Thì bọn em có tiến đến là Nhập khẩu các giống hoa Hà Lan về Việt Nam Và hỗ trợ cho những người trồng Việt Nam Tiếp cận được với cả cái công nghệ Nó cao hơn một chút so với cả người Việt Nam trong nước Cả phần từ Hà Lan Về cả phần người Việt mình tự Nâng cấp lên với nhau Cây thiên điểu nó có ở nhiều ở bên Hà Lan không? Không chị Lúc mà em làm thiên điểu em thực ra chưa có duyên với Hà Lan lắm ờ, Hồi em mới ra trường trước đó 7 năm thì em có làm với cả Henneken Nên em có quen biết rất nhiều các anh chị bên Hà Lan, các bác Hồi đấy là thực ra là các bác Và em có làm xuất khẩu nhiều cái chậu trồng cây với cái đồ nhà vườn từ Việt Nam đi Hà Lan Trước khi em mở cái hàng hoa đấy Hàng hoa thực ra cũng làm thêm cho nó vui Còn hàng xuất khẩu vẫn rất là hàng chính đấy chị Tức là hiện giờ là em còn xuất khẩu mấy cái chậu, mấy cái lọ hoa không? Thực ra nó là chậu trồng hoa bằng tôn Vẫn đang làm nhưng nó cũng bị ít đi rất là nhiều Do so cái suy thoái kinh tế trước khi Covid chứ không phải tại do Covid Vâng ừ. Thiên điểu thì vừa rồi chị đi cái công viên Orchard của Singapore Chị thấy nó có nguyên một khu vườn trồng thiên điểu Trong khi đó thì... Hãy cứ nói tới Hà Lan là chị lại nghĩ tới hoa tulip. Chị có một chị bạn làm nhà báo. Bây giờ chị đã định cư ở Úc. Nó không ăn nhập gì tới Hà Lan hết. Nhưng mà cứ hễ gần Tết đó thì chị lại nhận được một bó hoa tulip. Chắc là bạn đó mua của Hans Farm thôi nhưng mà luôn luôn đặt vào dịp Tết. Chỉ có hai năm nay là không thấy hoa tulip nữa. Có lẽ là bạn đã biết là giờ cái người mà cùng thưởng thức cái hoa tulip với chị là đã đi chơi xa rồi. Thật ra có một lý do nữa là hoa tulip cũng ít thì về đây rồi đấy chị ạ. Ừ. Vâng đến cuối năm 2018, 2018 đầu 2019 là chúng em có tổ chức cái lễ hoa tulip lớn nhất miền Bắc ở Eco Park. Sau đó là hầu như bọn em cũng không có nhập được củ giống về nữa vì cái nhu cầu trong nước mình nó không được cao. Mà bọn em nhập về là vì đơn vị công ty đâu thì không có đủ số lượng để nhập về, cái thời hạn của hoa tulip nó quá ngắn ở cái nước Việt Nam mình, thành ra là hơi khó để kinh doanh trong góc độ kinh doanh. Vâng. Chị biết là hiện nay em khá là gắn bó với những cái người làm khoa học, làm nghiên cứu, làm kinh doanh, là những thương nhân của Hà Lan. À, về Hà Lan á thì chị có cái câu chuyện về một cái đất nước mà nó nằm ở dưới mực nước biển, rồi chị cũng thường nghĩ về nó là một nước kinh doanh về hoa là hạng nhất thế giới, nhưng giống hoa thì lại càng là một cái nghề kinh doanh rất là thành công của người Hà Lan. À, ngoài ra thì Hà Lan còn nổi tiếng về thương mại và về công nghệ. Thì theo em những cái ấn tượng đó nó có đúng thật về Hà Lan mà em đang gắn bó không? Đúng đấy chị. Thực ra thì như chị nói thôi, vừa công nghệ, vừa giống, vừa thương mại, cái gì họ cũng bán được. Nhưng em nghĩ là cái điểm đáng quý và nổi trội mình nên nhìn nhận ở người Hà Lan, một là họ rất chịu khó, hai là họ rất họ thông minh và họ rất là nhẫn nhịn họ không họ khiêm tốn em đánh giá như thế họ cũng là người thầy toàn cầu về nhiều ngành nhưng họ nói chung là khi đi dạy này hoặc khi đi gặp nhau là họ thân thiện, vâng và mình cảm thấy ở họ một cái sự đồng đội khi mình làm việc cùng trong nhiều năm em như thế là thâm niên làm việc họ cũng được 29 năm rồi, vâng à, chị quen với lại một cái một cái công ty họ nổi tiếng ở Việt Nam họ giàu họ dự định là làm bước vào cái công nghiệp giống thì trước khi bắt tay vào cái ngành công nghiệp tỷ đô này họ mới đi thăm Hà Lan sau đó đó là về thì chị hỏi là tính sao họ nói họ muốn làm đúng không làm nữa đúng rồi làm sao làm được tại vì Hà Lan họ làm cả bao nhiêu trăm năm rồi và họ đã đi xa lắm rồi mình lẹt đẹt mà mình cũng không có đủ tiền cũng không có đủ trí cũng không có đủ cái sự kiên nhẫn như họ chị nghĩ là cái cái việc đi thăm và cái sự lựa chọn đó nó có vẻ hợp lý em em nghĩ về giống của cái kinh doanh giống của người hà lan như thế nào họ làm có chiều sâu lắm ạ hầu như các công ty giống và các công ty cây trồng của họ đều là công ty gia đình và như em đang làm việc là phải thế hệ thứ ba thế hệ thứ tư rồi tức là đời cháu đời chắt họ vẫn theo nghề họ theo nghề một cách kiên định họ đầu tư có chủ đề tức là họ cũng không có đi lan man ví dụ đơn giản như em nhập củ giống hoa ly bây giờ hoa ly nó khó khăn em nói với cái bác giống ly là thêm còn cái loại hoa gì khác không hay là đi sang chỗ khác mua hay như thế nào để giúp đất nước chúng tôi thì họ là không họ cũng tập trung vào Hali Còn nếu chẳng may họ tìm được cái gì họ cũng giới thiệu mình đi Chứ họ cũng không có tự kinh doanh thêm ngành khác Giờ đầu tư về giống là một cái đầu tư dài hơi Và tại sao bây giờ Về cái câu chuyện bản quyền này Về cái số tiền dành cho cái người Nhân giống là họ luôn dành Người nhân giống là mất rất nhiều thời gian tâm lực Và tiền bạc để nhân ra giống Bởi vì có khi được ra một giống thành công Là đã bỏ đi hàng trăm, hàng nghìn giống không thành công Khi chị đi vào trong cái vườn giống Hoặc là cái kho giống Nhưng mà nó là cây sống với chị Vô cùng nhiều những thứ là chỉ có số chứ không có tên Vì chưa được ra đến tên Những thứ ra đến thương phẩm có tên là những thứ đã trải qua Tất cả những cái sàng lọc đấy Và những bạn mà fail chưa có được tên Bạn ấy cũng đã trải đúng được đầu tư như là những bạn có tên Tức là cái tiền nó rất là nhiều à, Đợt vừa rồi em có thử làm chuyển cái hoa của mình tức là tìm cách đưa hoa Việt Nam sang đến thị trường đấu giá hoa Hà Lan và em tìm hiểu kỹ thì từ cây cảnh cây con từ cây cắt cảnh từ cái lá cảnh bên cạnh cái dòng tên giống là phải có tên giống và tên khoa học là phải có tên nhà nhân giống không có tên nhà nhân giống không bao giờ họ nhận vào trong cái kênh đấy bởi vì từ giờ từ cái sản phẩm thương phẩm là phải có một phần nhỏ dành trở lại cho nhà nhân giống một là nuôi nhà nhân giống thứ hai là nuôi cho những giống mới ra vì giống bao giờ cũng sẽ thoái hóa vâng thế nên là câu chuyện bản quyền nó nằm ở chỗ đấy em nhưng mà nông dân của mình ừ. chị không có tưởng tượng là người ta sẽ ngồi ghi là ngày ừ. nào quy trình canh tác của người ta làm sao đây là giống gì con của ông gì từ kia thì đấy. có thật sự như thế không thật sự như thế là hơi đáng tiếc em nghĩ nó cũng là một chuyện sàng lọc tự nhiên ạ đúng là ai mà đi qua được cái uh, gọi là cái mức ngoặt đó hay là cái mức đậu đấy thì người ta sẽ phải vượt lên. Có thể các bạn trẻ ngày nay khoảng tầm dưới 35 tuổi hoặc là 40, các bạn ấy cũng sẽ thích ứng với chuyện đấy hơn. Vì thông thường là khi củ giống về như bọn em làm ly hay là lay ơn hay là tulip, lip uh, giống hạt đồng tiền hoặc là cây giống đời thì nó khoảng độ hàng trăm hoặc hàng nghìn giống. Thì về đây sàng lọc lắm thì cũng phải đơn vị trăm giống. Trăm giống này nó có thể giống nhau về màu ạ có khi nó rất giống nhau về hoa nhưng nó sẽ khác nhau về sinh trưởng nó có có giống ra trước giống ra sau khi mà mình nghi rõ được là ngày này giờ này mình xuống giống thì mình sẽ phát hiện là à về sau tôi sẽ mua loại này cho tôi không mua loại kia hoặc có vấn đề gì xảy ra mình nói chuyện với cả nhà cung cấp giống hà lan họ cũng rất có trách nhiệm hơn 15 mùa hoa em đã làm với người Hà Lan một củ giống họ sang họ luôn luôn đền bù cho những cái gì liên quan đến củ giống mà bị lỗi nhưng nếu trong trường hợp mình mà không ghi chép cẩn thận thì họ không có tin và họ rất đánh cao, giá cao chữ tín đó. Nếu mà họ không tin là không bao giờ họ tin nữa Nên là em nghĩ là mình Đầu tiên là mình nên giữ chữ tín Để mình làm lâu dài vâng. Ý chị là không phải là nông dân của mình đó, người ta không nghĩ tới chữ tín nhưng mà người ta không quen ghi chép, có phải vậy không? Người ta không quen, chính xác là người ta không quen, mà động mãi người ta cũng chưa quen bởi vì sao? thực ra họ không quen chân họ không quen viết lách ạ bây giờ tay các bác cái bẩn các bác cái nào thì thuốc rồi là phân thuốc rồi giống rồi đất các bác tự làm trực tiếp kể cả là công nhân kể cả là chủ thế thì bây giờ bỏ tay buông bác ra để viết buông, buông những cái đồ đất cát đấy ra để viết lách là các bác cũng không quen cầm theo các bút các bác cũng không biết để vào đâu thực ra thì bọn em cũng đã có những cái chương trình là giúp cho mọi người là nó đơn giản hóa nhất cái quy trình nhưng mà mọi người cũng chưa có thói quen chưa có thói quen dỡ củ ra khỏi khay thì đương nhiên là nên để luôn cái mác đấy ở đấy và cho vào một cái gì đó đỡ mưa đỡ gió nhưng mà đấy nhà mình thì mưa gió xong rồi nó bay mất thế cũng không đi tìm được lúc mà mưa gió khi đang lao cứu hoa chứ cũng không nhìn cái mát bây giờ thì có một số các cái công cụ rồi chị ạ họ có thể chia luống ra xong họ ghi vào điện thoại thôi luống một luống hai luống ba là loại này loại này thì Anh nó lên áp luôn à, chụp ảnh và viết luôn tích 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 vào đấy đánh dấu ừ. theo màu thôi đơn giản Hết điều vừa rồi là Happy Veggie giúp đấy chị. À. Vâng. Ừ. Những người trẻ của Hà Lan họ có đi theo nông nghiệp nhiều không em? Người trẻ Hà Lan như em, tại vì thực ra cái môi trường em tiếp xúc lại cũng toàn là những người làm nông nghiệp, nên có cả già cả trẻ nhưng mà nhiều người trẻ. Nhiều người trẻ đấy chính là các thế hệ thứ ba thứ tư của các gia đình đã theo nghề nông lâu ngày. Và các bạn đấy, nhiều bạn là bỏ từ hết cấp 2 lên trường cấp 3 là các bạn đã theo trường nghề luôn. Xác định là mình đi làm công nhân nông nghiệp và mình làm trường nghề thì 18 tuổi bạn ra trường bạn đã có ngành nông nghiệp trong tay cộng với cái bằng phổ thông rồi ạ. Thế là bạn vui vẻ đi vào nghề một cách rất là rất là thoải mái. Hà Lan ngày xưa cũng rất là nhỏ, cách đây chỉ có 60 năm chứ không phải là 100 năm đâu. 50 đến 60 năm họ rất khó khăn, nhưng họ là rất mạnh về hợp tác xã. Nên chính hợp tác xã đưa họ lên tầm cao hiện nay. Và cái Flora Holland là cái sàn đấu giá hoa to nhất ở Amsterdam hiện nay chính là một hợp tác xã. Có khoảng độ 300, 300 thành viên. Vâng, thì mỗi người đỡ cho nhau một chút. Ở Việt Nam mình uh, cổ đáng tội là cái tên hợp tác xã thì nó lại gợi cho người ta những cái mà nó không có phải là uh, hay ho lắm ở trong cái chuyện làm ăn chứ chị thấy người nhật người thái là chị cũng ngạc nhiên khi mà đi qua thái lan cái bộ nông nghiệp của họ đó là bộ nông nghiệp và hợp tác xã vâng cũng như là người nhật á là hợp tác xã của họ mạnh lắm Vâng. thế thì mình bây giờ cũng có hợp tác xã nhưng mà không có mấy hợp tác xã thành công. Em có đến được những cái hợp tác xã thành công không? Ờ, cũng tương đối có ở miền Bắc chị ạ Nhưng mà tất nhiên là nó ở một cái tầm là tầm Việt Nam Chứ phải tầm quốc tế Em cũng mong đợi Việt Nam mình có những hợp tác xã ở tầm quốc tế Thực ra hợp tác xã là gì đâu ạ? Cooperative tức là làm việc một cách hợp tác thôi mà Thế nhưng mà mình để, để tạo cho tự tượng Việt Nam mình là đôi khi hợp tác xã là cái gì rất là nhỏ lẻ và rất là thấp cấp Cái đấy thực là một cái cũng là một cái hơi sai Vâng. em nghĩ là một thời gian nếu mà có lẽ cũng phải có gọi là sự chung tay của các cấp gọi là hơi chính quyền một chút hay là những người có có sự gọi là, là tuyên truyền để cho mọi người hiểu hơn nhưng em nghĩ tuyên truyền nhiều nhất vẫn là thành công về kinh tế nếu mà mình giúp đỡ được hợp tác xã hoặc là một hợp tác xã tự tìm được đường thành công thì khi đấy mình sẽ tự hào về cái tên hợp tác xã chứ không phải là phải tự ti nữa ừ, vâng hiện nay thì mình có những cái đơn vị làm nông nghiệp mà bắt đầu ứng dụng cái công nghệ số. Mình kêu là công nghệ số cho nó cao siêu vậy chứ là nó ví dụ như là ừ. uh, mọi người biết sử dụng cái điện thoại di động, rồi biết ghi chép, rồi biết làm sao để uh, giữ lại hình ảnh, nhật ký vậy đó thì ở miền Nam chị cũng thấy có còn em đi đến những cái vùng cao của mình đó, em thấy như thế nào? Ừ, thực ra chưa được nhiều Nhưng em hy vọng là từ thị trường bây giờ sẽ giúp ép mọi người có động cơ để làm cái việc đó hơn Đơn giản như là về rau Hiện nay các siêu thị đang bị uh mất uy tín vì là do không sạch và đã đưa ra những cái tiêu chí là yêu cầu rau có truy xuất nguồn gốc không nhất thiết phải là được chứng chỉ chứng nhận gì đâu nhưng mà ghi chép được toàn bộ cái thời gian cái quá trình canh tác thì họ cũng đã chấp nhận để đưa vào cái đấy chính là động cơ lớn cho các cái nhà nông người ta phải đi theo đi theo thì chắc là phải đi theo từng bước ạ gần đây bọn em có những cái đào tạo thì người già lại phải dựa người trẻ nhiều khi là bà lại phải gọi cháu ra xong cháu dùng áp đành là như vậy trước nhưng mà ừ. cũng được ạ bởi vì ví dụ như là nhật ký đồng dụng mình ghi một ngày một lần thôi thì mọi người dần sẽ quen đấy sau đấy mọi người tự nhìn được mọi người tự nhìn là ôi thì màu này thì đổi sang là sắp được thu hái rồi và mọi người phải chuyển đến là bán trước khi trồng ừ. thì nó mới thành công được vâng. kể cả hoa mọi người đang làm cũng phải là bán trước khi trồng mình chỉ trồng theo đặt hàng vâng. có một cái câu chuyện về uh, trồng uh, thu hoạch sầu riêng tức là hiện nay á là người ta trồng là trồng vậy thôi vâng. chứ người ta không có ghi ngày giờ giống rồi phân bón gì hết á vâng. cái xong rồi cuối cùng sắp tới cái ngày mà giao sầu riêng thì kêu tới một người người đó có một cái nghề mà cũng rất là kiếm được tiền là người đi gõ trái chỉ nghe tên cái cái nghề là nghề gõ trái xong rồi ông đó ông gõ khi nào ông tỉnh thì ông gõ tốt khi nào ông hơi xỉn xỉn thì ông gõ lung tung xong rồi ông nói là tại vì chung quanh nó ồn quá nhưng mà thật ra nếu như có ghi nhật ký có ghi ngày nào ngày nào thì tới đúng cái ngày đó là đâu cần cái nhân vật gõ trái xuất hiện đâu người ta vẫn có thể thu hoạch đúng gõ xem chín chưa đúng không ạ Ừ, gõ người ta nghe tiếng gõ là người ta biết là nó chín rồi và thậm chí là tới ngày mai mới có thể thu hoạch được họ vẫn có thể uh, kết luận được như vậy nhưng mà cũng không ít khi là bị sai đấy nhưng mà bây giờ là chưa có gì khác biệt ạ à? nếu có ghi chép với cả cùng với cái bác gõ đấy thì người ta cũng không thu lợi gì nhiều, nhiều hơn nếu mà bây giờ khách hàng nhất định là phải có nhiệt ký Kể cả là bằng tay hay kể cả bằng áp điện thoại Thì lúc đấy là đúng là người dân là buộc phải làm thôi Mà cái đấy là khoa học hơn và tốt hơn cho người dân Nhưng mà nhiều khi nông dân em thấy là cũng chưa có ý thức chuyện đấy Không riêng sầu riêng chị ạ Hầu như các thứ khác đều bị như vậy ừ. Vâng Em hiện nay là em vẫn bán giống hoa Thì em thấy người Việt Nam của mình mua ừ. để người ta trồng ở nhà Hay người ta mua để người ta kinh doanh hay nó như thế nào Thực ra em là đơn vị nhập khẩu tương đối cũng lớn ạ. Nên em toàn chồng, toàn bán cho những người chồng để kinh doanh thôi Xong người đến mới lại bán cho người chồng ở nhà Một một phần rất nhỏ thì mọi người buôn lại Xong bán cho người dùng ở nhà Phải chồng cho kinh doanh thì việc nó mới được lâu dài Và được số lượng lớn Nhập giống nước ngoài có một cái lợi thế là họ đồng nhất về chất lượng rồi Giá cả tương đối là chốt Em nói đơn giản như là cây lay Năm nay bọn em nhập khẩu của Hà Lan về Tất nhiên là euro giảm Thậm chí là tỷ giá euro nhiều lúc bọn em thanh toán đi Dưới hai dưới đồng đô nhưng mà ra giá khoảng tầm 2.500-2.700 một củ chẳng hạn Dưới 3.000 một củ Thì củ trong nước mình bây giờ là 60-70.000 đến một ký Tính ra là khoảng độ 1.200 đồng một củ Mà tỷ lệ mọc mầm chỉ khoảng độ được 50% Thì tôi vô điều kiện là ra gần 2.400 Mà lại còn chả biết ra màu gì Chả biết bông nó nó tươi hay là nó không tươi Nó đủ cánh hay không đủ cánh Giống Việt Nam màu chưa khác đâu Màu khác đây? thì nó có khác giá không em? Có khác chị Ừ. bằng màu khác nhau về giá tương đối đấy Việt Nam mình thì đỏ là đương nhiên là chạy rồi vàng tương đối được rồi màu trắng là khó màu trắng thì dùng cho một số trường hợp rất là ít thôi đấy thì chị khoảng. vẫn mê nhất là lai dân mà màu hồng phấn đó, vâng. thì cái màu đó là Hà Lan có nhiều không không nhiều lắm và cũng bị đắt hơn ngay từ Hà Lan giá đã đắt hơn một chút rồi chị ạ vâng ừ. đắt hơn khoảng tầm 12-15% mười ừ. phần trăm vâng khoảng 70 đồng cái loại đỏ 772 đồng thì cái kia là khoảng độ 80 83 đồng 1.000 cục euro ừ. Vâng bạn bè của em có nói là đi trồng hoa rồi đi bán hoa rồi nó có ảnh hưởng tới cái tính em là hiền hiền có có ảnh hưởng không Thực ra các bạn cũng uh, các bạn cũng không nghĩ là em đi làm kinh doanh, trước đây các bạn nghĩ em là nên đi làm giáo viên. <laughs> uh, mà em không có anh chị em ruột nhưng mọi người luôn nghĩ em là có rất nhiều em. Nhưng mà không có ảnh hưởng. Với cả em cũng phải xin đính chính lại luôn là thực ra Hoa là một trong các ngành ạ em thực ra làm về thương mại thế nên là em cũng làm rất nhiều thứ kinh doanh khác nữa ừ. vâng một, một nhiều mặt hàng nữa từ trước đến nay hoa là một trong các ngành đấy và em cũng đối xử với cái ngành hoa nó là một ngành kinh doanh em cũng nhìn góc độ đấy và em cũng khuyên các bạn trồng hoa hay các bạn uh, khởi nghiệp hiện nay mình làm gì cũng ở trên góc độ kinh doanh có lãi mình làm có thể sống chín mà xuất khẩu nhưng mà xuất khẩu mà lỗ thì mình cũng không nên làm tại vì làm gì cũng phải quy ra thóc và phải nuôi được mình thì mình mới làm tiếp được vâng ừ. wow. thiên điểu sao mà nó đi theo em vậy ừ thực ra thiên điểu nó cũng không hẳn gắn với bông hoa thiên điểu cái đầu tiên mà em mở ra là bọn em làm điện hoa và bọn em đã nhận cái hoa của người Việt Nam ở nước ngoài gửi về cho người Việt trong nước cách đây là hồi đấy chưa có internet chưa có gì hết là các em nhờ từng bạn em vì em có học ngoại ngữ thì các bạn em ở nhiều nước lắm thì mỗi nước đấy là các bạn đi ra chợ người Việt ấy các bạn để một cái tin hoặc là báo địa phương là tôi có cái dịch vụ này gọi theo số điện thoại này thì gửi về cho người nhà sau đấy mới báo về cho em một năm em mới thu tiền một lần thế thì em hiểu nó là cái dịch vụ là cánh chim trời chị thay người này để tặng yêu thương cho người khác Đấy là ý nghĩa của cái chữ thiên điểu Nhưng tình cờ nó cũng là tên một loài hoa Mà loài hoa này thì rất là bền lâu Nó thì mảnh mai thôi nhưng nó rất bền lâu và cứng chắc Nó bao giờ phải được 2-3 tuần sau khi cắt cành Nên là bọn em mới lấy cái đấy làm logo Và mình vẫn yêu quý nó thì nó chắc bắt đầu với mình đấy ạ <laughs> vâng. Em thấy là cơ bộ nó bền lâu thì là mình sẽ bán được giá hay sao Mà chọn cái tên đó cũng không, không hẳn chị Ừ. em lúc nghĩ đến em không nghĩ đến giá trị hoa thiên điểu lắm em nghĩ đến cái ý nghĩa của cái dịch vụ bọn em làm lúc đó ừ. là yêu thương đấy chị gửi tại vì em thứ nhất là em kinh doanh luôn luôn qua đường biên cho đến nay em không có cái năng lực kinh doanh trong nước nên là thiên điểu nó là cánh chim trời mình sẽ bay không có đường biên vâng mình sẽ làm kinh doanh qua mọi đường biên vừa rồi em có đưa một cái đoàn doanh nhân đi về đi đi từ hà lan qua việt nam đi thăm chị cũng có giới thiệu với em một số những cái nhà sản xuất uh, sản phẩm hữu cơ rau rồi em đi quá chừng đi luôn chị muốn hỏi em là em cả một cái chuyến đi dài như vậy em ghi nhận được nhiều những cái điều thú vị không Thứ nhất là rất vui ạ, sau 2 năm rưỡi mới được đi như vậy cùng các bạn Hà Lan. Mình chưa niềm vui với các bạn vì mình còn ít mấy quan tỏa cảng hơn các bạn. Cái thứ hai là đưa mọi người vào thực tế hơn. Và đúng là lúc đầu là cũng định nhờ chị Kim Hạnh là tổ chức hội thảo. Như các lần trước đã làm và chị em mình cũng đã quyết định là mình gặp được những người nên gặp và mọi người cũng muốn gặp mình cũng thích gặp mình và rất thành công là trong ba bốn đơn vị chị hạnh giới thiệu thì cũng đã có ba đơn vị là đã lập tức trở thành thành viên của hiệp hội rồi và đã hoạt động rất tích cực rồi trong thời gian rất ngắn tức là chỉ trong có 2 ba tuần là đã chốt luôn tức là danny green, danny green happy virgin happy virgin và c farm rất thành công sau đấy bọn em đã giới thiệu cho danny green ra luôn cái hội thảo ở agrite là trung tâm xúc tiến thương mại của bộ nông nghiệp mình muốn đưa lên một tầm cao mới là như thế này thực ra Danny Green đầu tiên là chỉ có ý định là dự hội thảo chứ không có ý định có bài nhưng vì mình là thành viên hiệp hội và bây giờ Agri chết là mời mình có bài thế nên là các em đã có cơ hội là có một bài trong hội thảo rất là khác so với mình ngồi nghe rất Làm khác là sao em người ta biết tên hơn nếu Phong Lan chỉ ngồi nghe thì người ta cũng không thể biết đến Dan Green và Si Farm bằng bao nhiêu phút ở trên cái màn hình chung như vậy và giao lưu trực tiếp với cả tham tán Việt Nam ở Bắc Âu, Thụy Điển thì nó sẽ mở mang rất là nhiều về mặt thông tin. Em có biết là ông chủ của Phong Lan là một ông kỹ sư hàng hải không? Có. Chị ơi, thì <laughs> em còn có làm chị... nông nghiệp gì đâu. À, đấy chị ừ. chị lại tức là không phải là phải là nông nghiệp người ta kinh doanh mà ừ. vâng nên là bạn ấy cũng là một kinh doanh thôi rồi những cái chuyến mà em đưa mấy ông đó đi chị theo em chị chóng mặt luôn thì là chị đi được hai cái tuần đấy là em lên chương trình mất 2 tháng. Bởi vì là nghỉ người nghỉ nọ học người kia và bọn em đã thực hiện được 27, 28 cuộc gặp trong cái hai cái 10 ngày đó, ừ. từ chính xác là ngày mùng 8 cho đến à, ngày mùng 5 cho đến ngày 15 tháng 10. Ừ. Và 28 cuộc gặp thì cả trường, cả vùng sâu vùng xa và lên được tận Lai Châu là địa đầu của đất nước. Lúc đầu là mười định không lên Em phải đưa mọi người cái bản đồ mà mọi người nghĩ là nó xa quá Mọi người trước nay Tây Bắc là nghĩ đến nước đến Lào Cai, Sapa là xa rồi Nhưng mà đây là đi qua cả Sapa qua Ô Kỳ Hồ Và một cái vùng xa như vậy Cách một cái dẻo Ô Kỳ Hồ mà bên này là 7 triệu du khách một năm Bên kia chỉ có một triệu du khách một năm Nên càng thấy tại sao mình cần đến với Lai Châu Và đã lên được Lai Châu cũng rất là mừng Gặp được anh chị em trên đó Và cũng đã có một số các cái hỗ trợ anh chị em Trong công tác ứng dụng kể cả về giống Kể cả về ghi chép, nhật ký đồng. Dùng. phải dần dần từng bước thôi ạ và cũng sẽ sắp tới là xúc tiến đưa được cái thương hiệu chè của Lai Châu sang đến Hà Lan bằng tên à, Lai Châu. Yeah. Vâng. Em là cái sang tuyết thì nó ở Hà Giang chứ phải không? San tuyết là thực ra rất nhiều nơi chị ạ. Hà Giang à. có mà Lai Châu cũng có mà Sơn La cũng có. Ừ. Nó phụ thuộc vào độ cao của cái núi có cây chè đấy thôi và người ta đặt tên đấy thôi. ạ, trên một trên mấy một nghìn mấy trăm mét là người ta gọi là sang tuyết rồi. Mà cũng nhiều trong năm nhưng mà cái chè của Lai Châu thì không gọi là không hoàn toàn là săn tuyết Lai Châu cũng có nhiều loại giống chè khác nhau vùng này cũng là một vùng tương đối cao cao vâng. có cái câu chuyện gì mà ở những cái vùng đất xa mà cao đó nó, nó nó gây một cái ấn tượng cho em về kể lại cho mấy đứa nhỏ ở nhà nó nghe thực ra thì uh, bọn em đi cũng nhiều và em cũng thấy um, nhiều chuyện vâng nhiều chuyện mình thấy rằng là Ví dụ như là xìn suối hồ Thì mình vào cái nhà to nhất trong xìn suối hồ Tất nhiên là nhà trưởng bản Nhưng trưởng bản đấy là một em trai Mới có trên dưới 40 tuổi Và em ý tốt Bởi vì em ý biến nhà em thành homestay Trước tiên và em đã biến cả một cái vùng Đất ở đó là các mọi người Ngày xưa là cũng bị nghiện hút nhiều ạ Là làm du lịch sinh thái Thành công Nhưng mình mừng là sao Thứ nhất là trưởng bản trẻ Thứ hai là trưởng bản thành công và cái thành công của trưởng bản đã lan tỏa được trong xóm. Đấy là một câu chuyện cảm động. Và em uh, tiếp viên du lịch lúc đấy là tiếng Anh rất tốt. Bởi vì là em đã đi học ở ừ. dưới Hà Nội và em quay về em làm du lịch và em lấy một anh chồng nước ngoài. Và anh chồng nước ngoài đấy bây giờ về làm rể tại chồng Đông xin luôn. Số Hồ luôn. À, ừ. vâng. Và em mới dạy cho cả em gái em ấy nói tốt tiếng Anh luôn và cái công tác dạy nghề trên đấy là họ cho đi học nấu ăn và học tiếng và học múa là em thấy rất là đúng bởi vì ba cái thứ đấy là ba thứ du hút du khách một cách dài lâu đấy là mà được vùng rất xa đầu tiên tính không biết có đi không vì một tiếng xe từ thành phố đi lên nhưng mà mình đã cố lên và mình thấy là mẫu công đi lên không phải với tư cách du khách mà thực ra em đi với tư cách là quan sát em luôn luôn là đi quan sát xem là các anh chị em như thế nào từng vùng miền nhưng mà những cái chuyến đi đó rồi em có ghi chép em có viết em có publish mấy cái đó lên không em có viết nhưng em chưa publish <laughs> em ít publish vâng ừ. em thấy chị hạnh thì hay viết hay em cũng chưa có viết được cho công chúng lắm em cũng hay tự viết cho bản thân nhiều nhưng chưa có viết ra công chúng nhiều nhưng có trong câu chuyện nói chuyện với mọi người khác thì em cũng có kể nhưng đúng như chị hạnh nói mình không được nhớ hết trong đầu nếu mà mình viết được thì chắc tốt hơn em viết cái à. hồi là em quen cái tự nhiên mình không viết cái mình cảm thấy mình tiếc lắm thì chị nghĩ là sắp tới là em sẽ giàu có lên nhờ thêm cái chuyện viết. <laughs> Tại vì đi nhiều quá. <laughs> Không, thực ra em rất thích viết ạ. À. Em rất thích viết và rất thích đọc. Em thích chữ. Chị hôm nay có một cái món quà. Đây là một cái uh, chiếc hộp bí mật. Em sẽ rất ngạc nhiên. Đây là cái phần quà mà ban biên tập của cái chương trình 5W1H gửi biếu em. Dạ. Xin mời Em xin chị Em mở ra đi wow. Rất là gắn bó đúng không? Và khi mà cái hoa tulip nó xuất hiện thì em nghĩ tới cái Rất là thân thương chị ạ. Rất là thân thương. Thực ra vì em gặp đất nước Hà Lan từ khi rất là trẻ bây giờ vẫn còn gắn bó nhiều em cảm giác đúng là quê hương thứ hai thực ra bay tất mọi sân bay mà khi xuống skip home mình cảm giác như về nhà em cảm giác thế luôn và tiếng hà lan mình nghe rất là thân luôn mặc dù là mình không có biết nhiều nhưng mà mình nghe cũng rất là thân thiết ờ, thậm chí bây giờ chỉ cần là một cái đeo chìa khóa hình bông tulip thôi mình cũng đã thấy xúc động hay khi mình nhìn thấy uh, những cánh đồng tulip vâng những cánh đồng tulip đúng là chỉ có ở hà lan có và chỉ có người hoa như chúng em thì mới có điều kiện là nhìn thấy cánh đồng ở giữa đồng ờ, cái cánh đồng hoa rộng lớn mà chị nhìn thấy trên hình chị có biết người ta trồng để làm gì không khi trên máy bay người ta quay xuống hay là chị nhìn mà cái đồng rộng ngoài đường cánh đồng mở chị có biết họ trồng cái hoa để làm gì không thu hút côn trùng lấy củ giống À, chỉ để lấy là... củ giống và bọn em rất nhiều lần là khi đi cùng với cả khách Hà Lan xuống cánh đồng thì không có dứt đi được nên là toàn bị dục là đi đi không ừ. thì là muộn giờ bởi vì cái thời gian họp là nó khít ừ. khao rồi ừ. nhưng cứ xin là ở đây giữa như là một biển hoa và mấy lần nữa chứng kiến là vừa mới đi qua xong thì mấy ủi là họ đi qua một lượt họ cắt hết đầu bông đi ừ. đau hết tim ừ. nhưng mà sao là bông hoa rụng xuống đi đúng lúc đang tươi nhất để dành dinh dưỡng cho củ lúc đấy củ nó mới tốt ờ. được để mà lên được cây tốt và tulip là loài nó chỉ mất một năm dưới đất chị à. là em biết không có một cái hoa nhiều màu trồng thì nó lại là một câu chuyện khác dạ. em nhớ inumayu cái người bạn người Nhật mà chuyên môn đi dạy cho nông dân của mình mà làm nông nghiệp hữu cơ vâng. thì là bạn đó, đó là uh, hướng dẫn cho người ta trồng trồng rau hay gì ha rồi cái chung quanh cái đào những cái mương nước xong rồi cái lại làm cái hàng rào hàng rào đặc biệt là trồng rất nhiều hoa mà màu hoa lòe loẹt tức là nếu mà đưa cái áo đó cho mình bận mình không dám bận luôn thì uh, chị nói ủa sao kỳ vậy mai du mai du nói để thu hút côn trùng, trùng đúng ạ tức là thu hút hết lại và nó không có đi vô sâu ở trong để nó phá cái rau và lúc đó đó là lúc mà người ta sẽ xịt cái 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 không phải là thuốc trừ sâu nha mà là một cái hỗn hợp tỏi nè gừng nè ớt nè nghe đã thấy cay rồi đúng không mà mấy con côn trùng nó cũng biết cay nữa tức là xịt vô là nó rụng nó bay trở ra hết thì chị lại tưởng là hoa này là như vậy nhưng mà hoa này lại quá là hay tức là người ta phải kết thúc cái cuộc sống của cây hoa vào cái lúc nó đẹp nhất không biết, đúng không để dành lại cái sự sống cho, cho, cho củ giống. cái củ giống vâng. mà chị hạnh có biết là người ta nhân giống củ hoa này như thế nào không người ta nhân giống là từng cái vẩy à ừ. mỗi cái vẩy đấy lên sẽ là một cái củ thế nên là nó một củ nó mới ra được nhiều cây là như vậy ừ. vâng mà chị thấy ví dụ như chị mua thì nó mềm và nó sẽ không bền nhưng mà khi chị đi qua các nước châu Âu, ví dụ chị đi tới cái chợ đồng mối Rungis của Pháp á, Thì nó cũng có một cái khu vực nó bán hoa tulip đụng vô cái cánh nó cứng Tức là nó sẽ bền hơn Mùa hoa tulip nở hoa ở bên Hà Lan, mà đúng ở bên châu Âu mà đúng mùa ấy, là tháng 3 đến tháng 5 ừ. Chính là cái thời gian mở cái vườn cơ Kokenhof ừ. Nên lúc đấy nó rất lạnh chị ạ Đến tận tháng 5 thì nhiệt độ nó cũng chỉ chưa được đến 15 độ đâu nên thực ra trong Á mình kể cả là nhiệt độ um, gọi là nhân tạo cũng không thể có được cái nhiệt độ khoảng độ trên dưới 1 độ cho đến 10 độ như thế. Đúng rồi, mà, không, mà chỉ đây nó lạnh lắm. Khỏe là do lạnh. Ừ. Bông này khỏe do lạnh, bông này là bông của xứ lạnh. À. Vâng. Nên thôi vì đây Việt Nam nó không có sống bền được. Không bền được. Thôi mình chấp nhận là mình là đào mai chị. Còn <laughs> tin liếp là hoa của họ đi. nông sản vẫn là sở trường tại vì sao càng ngày về sau thì cái sản phẩm tự nhiên ý, nó đã càng thiếu ở các cái thế giới phát triển thì thế giới đang phát triển của mình vẫn đang lợi thế cái hương vị nó khác rồi cái cái nói chung nó là một cái tinh thần khác đấy nhiều khi nó là cái gạo thôi nhưng mà gạo ở chỗ này sang thì nó thành công gạo chỗ kia sang lại không bán được thế nên là mình cũng không có phân biệt là trong nước hay quốc tế mình coi nó là thị trường và khi thị trường thì phải mình phải đặt mình vào người mua mình là người mua mình cần cái gì em cũng là người giúp cho các bạn trẻ việt nam khởi nghiệp tìm cái đường để xuất khẩu hàng qua hà lan em thấy nhiều mùa nhiều năm giúp cho các bạn trẻ của mình khởi nghiệp cái bước tiến của những cái người trẻ khởi nghiệp của mình đó là nó cũng có nhưng mà theo em thì nó có thể nhanh hơn không Hiện nay đúng là em cũng chưa được vui lắm bởi vì là các bạn khởi nghiệp không có được nhiều bạn trụ được lâu dài một cách thành công tốt. Tức là các bạn có thể duy trì được nhưng các bạn không thăng hoa được, chưa thăng hoa được. Mấy thứ thứ nhất là các bạn cũng bị đang bị hạn hẹp về tầm nhìn, tức là các bạn có thể mạnh một hai cái thứ đặc sản địa phương, nhưng khi mình đưa lên nó thành thương phẩm hay thành giá trị sản phẩm quốc tế thì các bạn đang thiếu cái tư duy đó. Nên thứ nhất là giá cũng bị cao Thứ hai là sản lượng chưa được đều đặn Vì khi mà mình đã đi vào vòng kênh quốc tế rồi là sản phẩm gì Thì nó phải đủ Đủ tốt, đủ rẻ và đủ nhiều Thì mình mới làm được Nên mình cũng không nên là Tôi giới thiệu sản phẩm tôi ra một lần, hai lần Tôi có tên ở kênh quốc tế mà tôi lỗ Thì em không khuyên các bạn làm như vậy Nhưng mà nhiều bạn hiện nay đang bị như vậy Còn nói thật là khoảng cách còn rất xa Vâng sơ bộ là gần đây em có nói chuyện với một số các cái kênh xúc tiến thương mại đặc biệt cho hàng Việt Nam với nhãn hiệu Việt Nam tại đó và mọi người nói rằng là chỉ có gọi là các cái um, chứng chỉ chất lượng rồi thì mới nói chuyện tiếp được nhưng để có được chứng chỉ chất lượng vô cùng đắt tiền không phải đắt bởi cái chứng chỉ mà đắt bởi kiện toàn cái cái, cái 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 quy trình sản xuất để ra được chứng chỉ đấy là rất tốn kém mà cái năng suất đã đạt chưa vùng nguyên liệu đủ chưa Tầm lực kinh tế các bạn đến đâu thế nên là đang hơi khó khăn em nghĩ là các bạn nên có sự liên kết hơn với nhau để cùng nhau có thể là lấy cái chứng chỉ cho vùng, chứng chỉ cho loại nguyên liệu Xong mỗi bạn có thể phân phối ra là mỗi bạn làm một loại sản phẩm khác nhau trên nguyên liệu đấy Cùng cái chứng chỉ đấy chẳng hạn thì có thể là có đường ra hơn Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện của chúng tôi Và cũng là một cuộc gặp lý thú với lại một người bạn rất là đặc biệt từ phương xa tới Cảm ơn em là vừa mới bay từ Hà Nội vô là đã đi thẳng tới đây và vẫn là câu chuyện rất là say mê mà rất là sôi động đi qua rất là nhiều cung bậc em Cảm ơn chị Hạnh đã dành thời gian cho em chiều hôm nay và cảm ơn các em trong chương trình đã hỗ trợ Cảm ơn các quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Xin hẹn sẽ gặp lại trong những câu chuyện kế tiếp Chương trình cũng có một cái món quà nữa Trời ơi Vâng wow. <laughs> Đây là để có để Tặng em Em xin em cảm ơn chị